Chúng ta sang câu số 14 của cái dạng toán tìm mắc min hàm hai biến. Cho x và y dương thỏa mãn x nhân y trừ 1 nhân cho 2 mũ 2 x y trừ 1 bằng x bình cộng y nhân 2 mũ x bình cộng y. Người ta hỏi giá trị nhỏ nhất của y là bằng bao nhiêu? Đáp án A là 3/7, đáp án B là 2, đáp án C là 9/4 và đáp án D là 4/3 chia 3 trừ 1. Thì cái nhận định cái hàm số này hai vế nó có cái dạng tương đồng với nhau. Chúng ta sẽ cố gắng sử dụng phương pháp hàm số. Phương pháp hàm số tức là phương pháp hàm đặc trưng. Chúng ta đưa cái phương trình về dạng FU bằng FV. Nếu chúng ta đưa được cái phương trình về dạng FU bằng FV, trong đó FT là cái hàm đặc trưng, FT là cái hàm đơn điệu luôn luôn đồng biến hoặc luôn luôn nghịch biến, thì ta sẽ suy ra được U bằng V. Đây người ta gọi là phương pháp hàm số hay gọi là phương pháp hàm đặc trưng. Vì trước hết chúng ta để ý cái số mũ này là 2 mũ x y 2 mũ 2 x y trừ 1. Bên này chúng ta thấy là đây là x bình cộng y đó, x bình cộng y. Như vậy ở đây nó thiếu số 2 đúng không? 2 mũ 2 x y trừ 1 nó thiếu số 2. Như vậy là nhân hai vế cho 2. Nhân hai vế cho 2 đi ha. Nhân hai vế cho 2 thì cái chỗ này nó lên là 2 x y trừ 2 nhân 2 mũ 2 x y trừ 1 bằng bên này nhân cho 2 thì nó sẽ ra là x bình cộng y nhân cho 2 mũ x bình cộng y nhân với 2 là thành 2 mũ x bình cộng y cộng 1. Đúng chưa? Đấy. Như vậy chúng ta thấy là nếu như đây là x bình cộng y thì đây là x bình cộng y cộng 1. Còn này là 2x y trừ 2 tức là trừ 1 rồi lại là trừ tiếp 1 nữa. Đó, tức là cộng thêm 1 thì nó ra cái này. Nếu mà cái này là u á thì u cộng 1 nó ra cái này. Và cái này là v á thì cái này là v cộng 1. Đó, như vậy chúng ta sẽ thấy được ha, đặt u là gì? Là 2x y trừ 2. Và mem đặt v là gì? X bình cộng y. Như vậy ta có phương trình. Chỗ này nó chính là u nhân cho 2 mũ u cộng 1. Đúng không? Đây chính là u cộng với 1 thì nó ra cái này. Bằng bên này là v nhân 2 mũ v cộng 1. Ta có thể chia hai vế cho 2 đi để nó ra là gì? U nhân 2 mũ u bằng v nhân 2 mũ v. Được chưa? Đó. Như vậy là chúng ta thấy hàm đặc trưng này, đây là phương trình sau nha. Hàm đặc trưng là siết cái hàm FT. Nó là bằng T nhân 2 mũ T. Và bây giờ ta sẽ chứng minh cái hàm FT này là cái hàm đơn điệu, tức là luôn luôn đồng biến hoặc là luôn nghịch biến. F phải T bằng gì? U nhân V đạo hàm là U phẩy nhân V cộng U nhân V phẩy. U nhân V phẩy thì ở đây nó chính là gì các em? Ở đây nó chính là 2 mũ T nhân 2 mũ T đạo hàm là 2 mũ T nhân lên của 2. Như vậy thì đặt ra ngoài, ở đây nó là 2 mũ T ra ngoài thì còn lại là 1
cộng cho T nhân lên của 2. Rồi, vậy dấu gì? Ở đây lưu ý là điều kiện là x dương y dương. Đó, điều kiện là x dương y dương. Vậy cho nên cái chỗ này á, là V nó phải dương này. V nó phải dương. Nhưng mà đồng thời vì x bình cộng y nó dương, tức là bên phải này nó dương, bởi vì y dương mà, nhân với đây là dương, mình vậy là cái vế phải này là số dương, mà trong khi là hai mũ này cũng dương, như vậy bắt buộc là 2xy trừ 2, 2xy trừ 2 nó phải mang dấu dương, tức là u cũng phải dương. Đó, như vậy là v dương và u dương. Như vậy thì điều kiện của t là cái điều kiện của u và v đó, thì t phải dương. Và nhờ t dương thì ở đây hai mũ t nhân với là một cộng cho t dương mà, vậy cái số này cũng là dương, vậy là dương với mọi t dương. Rồi, vậy ta suy ra được gì? Suy ra được ft là hàm đồng biến. Ft nó là hàm đồng biến, hàm đồng biến trên cái khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Và do đó phương trình sao tương đương bên vế trái nó chính là FU bằng vế phải nó chính là FV. Vậy tương đương tiếp theo U bằng V. Được chưa? Vậy U bằng V rồi, bây giờ thế U vào tương đương tiếp 2 lần XY trừ 2 bằng X bình cộng Y. Chúng ta nhớ là đề yêu cầu là tìm gì? Giá trị nhỏ nhất của y. Vậy là mình sẽ từ đây ta sẽ phải rút y theo x, rồi từ đó đi tìm giá trị nhỏ nhất. Ở đây em ta đặt y ra làm nhân tử chung, chuyển vế qua thì còn lại là 2x trừ 1 bằng là x bình cộng 2. Để ý rằng là x bình cộng 2 là số dương, cho nên suy ra là 2x trừ 1 phải dương. Vậy là bởi vì y nó đã dương rồi, cho nên là suy ra là x phải lớn 1/2. Rồi, từ đây thì có được là y nó bằng là x bình cộng 2 chia cho 2x trừ 1 với điều kiện x lớn 1/2. Rồi, thì đây nó trở thành một cái hàm theo biến x. Đấy, thì bây giờ các em cứ gì? Đạo hàm, tìm nghiệm, nhưng mà lấy cái nghiệm là lớn 1/2 đó. Như vậy y phải là bằng u di v, đạo hàm là u phải nhân v trừ u nhân v phải tất cả chia cho v bình. Vậy đơn giản đi, 4x bình trừ đi 2x bình là bằng 2x bình trừ 2x trừ 4 chia cho 2x trừ 1 tất cả bình. Đây, vậy y phải bằng 0 khi nào? Tử số bằng 0. Vậy ra nghiệm là bằng 1 trừ 1 nhé, với lại nghiệm bằng 2. Nhưng mà điều kiện là x lớn 1/2, cho nên chúng ta loại cái thằng trừ 1 này đi. Vậy này, y bằng 2. Chúng ta lập bản biến thi cũng được, nhưng mà đây chính là cực trị rồi. Em thay vài lần cho nhanh ha. Lập bản thi mấy em tự lập ra nha. Vậy y bằng 2, thế vào đây 4 với 2 là 6. 6 chia 3 là bằng 2. Vậy thì giá trị nhỏ nhất của hàm số của y là y bằng 2. Đáp án gì các em? Đáp án B. Được chưa? Đó. Thì ở đây hay cái là sử dụng phương pháp hàm đặc trưng. Phương pháp hàm đặc trưng em làm đưa về dạng FU bằng FV sao cho U FT là hàm đơn điệu, từ đó sẽ ra U bằng V. Các em để ý cái số mũ đó, thường lắm mình để ý cái số mũ, thường là mình đặt U bằng cái số mũ đó. Ở đây ví dụ là 2x trừ 2, ở đây là 2x trừ 1, vậy thì thiếu số 2 cho nên thầy nghĩ chỉ nhân 2 vế cho 2 ra. Vậy thì nếu mà đây là U thì đây là U cộng 1 đó, đây là V, đây là V cộng 1 đó, thì nó ra cái hàm đặc trưng liền. Được chưa? Rồi, thì sau khi mình ra được mối quan hệ giữa x và y rồi thì mình rút y theo x
để mình tìm giá trị nhỏ nhất của y. Rồi, thì kết thúc bài số 14 nha.